Đặc biệt là những bạn nào mà đánh trong lớp mình có một vài bạn đang đánh về cái mảng sức khỏe nước ngoài đấy, bạn hãy nghiên cứu nhé, giảm cân đủ quay luôn, bạn hãy làm cái này lên view tăng rất ổn. À, chúng ta phải làm tốt nhất là trong 1 giờ qua các bạn, còn nhiều hơn là không ổn ha. Nhiều trong 1 giờ qua, trong 1 giờ qua mà tốc độ tăng trưởng view nó mạnh thì lúc cái đó mới là video ngon và chúng ta mới bám theo được. 1 giờ tăng rất là nhiều này nhưng mà view không có nhiều. Chúng ta xem ngày hôm nay. Đây, ngày hôm nay thì hôm nay 4.300 đúng không? 4.300 chúng ta sẽ xem thử là 4.300 đúng 4.300 hay không. 5.900 thì hôm nay tăng được khoảng 1.600 view trong gần nửa ngày thì cũng khá là ok đúng không ạ? Đấy, chúng bạn nếu ai làm chúng ta có thể bám theo này. Phải không ạ? Ok, đó là cái cách mà giúp các bạn có thể tăng view thêm. Như trường đã nói rồi, tất cả mọi thứ chúng ta làm mục đích chỉ để tăng view và tiếp cận được những khách hàng. Ok, đây là cách thứ hai các bạn, cách thứ hai cho các bạn tối ưu. Bạn lưu ý là khi các bạn click vào trong 1 giờ đấy hay 1 ngày đó thì các bạn phải xem thực tế là cái tốc độ tăng view nó như thế nào, chứ không phải các bạn thấy là nó tăng vù 4.300 rồi đúng không ạ? Và các bạn click vào nó vẫn nằm im 4.300 thì lúc đó là không ổn rồi. Ví dụ ông này 5 giờ trước ông đã tăng được 4.300 view rồi, click vào chắc chắn ông phải tăng hơn, có nhiều video bạn click vào á nó tăng hơn cả chục nghìn view rồi các bạn. Đó là cái video có tốc độ tăng trưởng rất là nhanh, ta bám theo là rất là ok đúng không? Rồi, đó là cái cách mà trình chia sẻ các bạn. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ qua cái phần giúp các bạn đi link thêm nội bộ. À, chúng ta sẽ lại kênh chúng ta. Thì bây giờ cái này nó là ít video, cái phần tối ưu kênh đó, thì trường chia sẻ rồi nhé, chia sẻ là bây giờ trường sẽ đi qua cái kênh kênh chuẩn bị của trường nhiều view, nhiều video thì trường chia sẻ cho nó thoải mái. Ok, ví dụ khi các bạn đã làm kênh này, chúng click vào tùy chỉnh kênh ha, và chúng ta cần phải sắp xếp bằng cách click vào cái biểu tượng này và chúng ta bật tùy chỉnh bố cục kênh lên. Khi các bạn bật lên rồi thì các bạn sắp xếp theo cái bố cục của chúng ta mong muốn. Đấy. Rồi nó sẽ gồm những cái đây, các bạn click vào thì cái đầu tiên là người đăng ký cũ, tức là người đăng ký kênh, họ sẽ thấy có như thế nào. Ở đây là người đăng ký mới, tức là họ chưa đăng ký kênh của chúng ta, thì họ vào kênh chúng ta họ thấy cái video nào. Đấy, họ lưu ý hai cái này. Ok ha. Rồi ở cái phần phía dưới đây thì cái này chúng ta sẽ thêm thêm phần thôi. Đấy, bạn thêm phần thì chọn cái nội dung là thường là cái gì ở đây, bạn chọn nào tùy các bạn đúng không? Ở đây thường là trường sẽ chọn là tạo nhân sách phát đơn và bố cục theo cái hàng ngang này. Đó, rồi chúng ta sẽ chọn tìm nhân sách phát. Đây, bây giờ trước khi qua cái phần nhân sách phát này á thì trường nói luôn cái phần mà anh đề xuất hồi nãy á, là cái phần là chúng ta chỉ tăng view bằng cách là ăn theo những cái video có cái độ tăng trưởng view nhanh đúng không? Các bạn làm cái tiêu đề gần giống nhau, cái mô tả và cái tag, các bạn nghiên cứu thêm cái tag của đối thủ, chúng ta lựa một vài cái tag của họ và tag phải đúng với lại cái nội dung của chúng ta, thì cái khả năng ăn cái đề xuất rất là mạnh. Nó phải kết hợp giữa tiêu đề và phần mô tả và phần tag đúng không? Bạn nghiên cứu họ họ mô tả thế nào, chúng ta có thể lựa một vài cái câu cái dòng của họ và đúng với cái nội dung video chúng ta bỏ vào. Nó mạnh nhất là phần cái tiêu đề, thứ hai là tag, thứ ba là mô tả. À, và đặc biệt lưu ý các bạn không lấy luôn cái tên kênh của họ mà bỏ vào cái phần tag của chúng ta nha, là dính vào spam này các bạn. Rồi tới bây giờ tới cái phần ăn đề xuất, thì ăn đề xuất là một cái mà chúng ta cần phải rất là quan tâm để tăng view.
là khi Trường lên YouTube, Trường gõ kiếm tiền online chẳng hạn, đúng không, thì nó sẽ ra hàng loạt cái kết quả, đúng không? Thì ví dụ như là kết quả đầu tiên Trường sẽ click vào Trường xem, và anh đề xuất là cái thằng nằm bên đây, và như Trường đã nói là nó rất, cái kết quả anh đề xuất này nó sẽ quyết định rất là nhiều tới cái khả năng tăng view của bạn. Rồi, để anh đề xuất và cách nó xếp hạng như thế nào, để chia sẻ. Đầu tiên các bạn phải hiểu là cách cái thằng YouTube này nó xếp hạng cái anh đề xuất như thế nào. Cái thứ nhất là nó dựa vào cái trình lịch sử của các bạn, tức là khi các bạn lên YouTube, các bạn xem những cái nội dung nào là dung nào đó, là xem trước kia. Ví dụ như là ví dụ như Trường đây, sáng nay là Trường xem cái này, đúng không ạ? Và tối hôm qua là Trường xem cái này, đúng không? Thì khi mà Trường gõ kiếm tiền online và đang xem cái video này, thì mặc định của nó là nó phải ưu tiên nó trước cái đã, tức là nó sẽ ưu tiên, gần như nó sẽ ưu tiên về cái từ khóa, đúng không? Từ khóa về kiếm tiền này, cũng về tiền này, đúng không? Rồi tiền này, rồi cũng là vì làm giàu các kiểu, đúng không? Thì nó sẽ ưu tiên cái đó trước, tức là nó sẽ ưu tiên cái tiêu đề, cái nội dung, cái mô tả và cái tag là đầu tiên. Cái thứ hai là với ưu tiên cái trình lịch sử của chúng ta đã xem trước đó, bạn hiểu không ạ? Đó là cách nó xếp hạng. Thì để ở đây chúng ta sẽ không quan tâm tới cái trình lịch sử mà chúng ta đã xem trước đấy. Và ví dụ như Trường hoặc là bạn, bạn đang tìm chủ đề nào đó, bạn đang xem cái video nào đó, và bên đây nó sẽ xuất hiện hàng loạt cái video đề xuất. Nếu bạn mà đăng ký cái kênh đó rồi, giả sử như Trường đăng ký cái kênh này, thì mặc định nó sẽ hiện ra hàng loạt cái video bên này là của kênh này, bạn hiểu không ạ? Đây, nó sẽ ưu tiên kênh trước, tức là ưu tiên kênh và ưu tiên người đăng ký trước. Khi bạn là fan của một kênh nào đó thì nó sẽ hiện ra hàng loạt những cái video của kênh đó khi bạn là fan và bạn đăng ký kênh. Còn nếu bạn không đăng ký kênh thì nó vẫn ưu tiên là cái tên kênh, nhưng nó phải dựa vào là cái tiêu đề nữa, bạn hiểu không ạ? Nó dựa vào cái tiêu đề để nó trích xuất ra cái vị trí. Và ở đây cùng là tên kênh, cùng là tiêu đề gần giống nhau, nhưng với điều kiện là cái video này nếu nó có cái độ tăng trưởng nhanh thì nó sẽ được ở đầu, còn nếu mà cái độ tăng trưởng nó chậm thì có thể là nó sẽ nằm ở vị thứ hai hoặc thứ ba hoặc thứ tư thôi, bạn ạ. Rồi, nói tóm lại thì chúng ta sẽ quan tâm làm sao để được anh đề xuất vị trí cao nhất. Thứ nhất về trình lịch sử, tức là về cái lịch sử mà cái người đó xem á, cái gì trước đó thì chúng ta sẽ không biết được. Còn cái chuyện mà nó đề xuất những cái gì họ đã xem trước đó, là kệ nó, chúng ta sẽ không quan tâm, mà chúng ta sẽ không can thiệp được để mà xếp hạng video chúng ta, đúng không? Cái mà chúng ta có thể can thiệp và xếp hạng được đó là chúng ta phải đánh đúng với cái tiêu đề. Ví dụ các bạn đang muốn làm được lĩnh vực gì thì bạn nghiên cứu lĩnh vực đó, đúng không? Ví dụ như Trường đang làm về kiếm tiền online thì Trường sẽ gõ và nghiên cứu những cái tên nào đang nằm ở top, và thứ nhất là ăn theo cái đề xuất về tốc độ tăng trưởng view mạnh của nó. Cái thứ hai là phải ăn được đề xuất ở bên này. Thì để ăn được đề xuất ở đây là cái video chúng ta bắt buộc phải được xếp hạng ở trong đây. Nếu cái người đó là đăng ký kênh của chúng ta rồi thì nó là quá dễ rồi, đúng không ạ? Nhưng họ chưa đăng ký kênh thì sao? Thì chúng ta phải nghiên cứu thật kỹ cái video của cái đối thủ đó,
và chúng ta đặt cái tiêu đề gần giống nhất có thể, các bạn hiểu không ạ? Nếu các bạn bao hàm được tất cả cái tiêu đề của họ là điều tuyệt vời. Nhưng nếu các bạn không bao hàm được, tại vì có thể là cái tiêu đề của họ, cái nội dung của họ nó chỉ tương tự với của mình thôi, không thể giống của mình được, nên mình không thể ôm cả cái tiêu đề của họ làm tiêu đề của mình được, mà các bạn cố gắng ôm một phần nào đó, giống như hồi nãy là cái hướng dẫn cách may đầm váy gì đó với lại cái thời trang nam mà mình chia sẻ đó, là các bạn cố gắng sử dụng những cái ngôn từ nào đó để bao hàm nhiều nhất có thể cái tiêu đề của họ. Vâng. Rồi. Cái tiêu đề, cái thứ hai là cái nội dung. Cái được đánh giá xếp hạng cao nhất là cái tiêu đề trước, đúng không? Tiếp theo là cái nội dung. Cái nội dung một cái video đó. Ví dụ như video nó đang nói về làm giàu thì bạn phải làm chủ đề về làm giàu. Nó đang nói về thời trang thì các bạn phải làm video về thời trang, các bạn hiểu không ạ? Rồi. Rồi, đó là cái tiêu đề, cái nội dung. Cái phần mô tả viết tắt thì nó rất là yếu, nhưng nếu các bạn có thể được thì hãy lấy một vài dòng ở trong phần mô tả của họ, nhưng nó phải nói lên được, Trường luôn nhấn mạnh là đúng với tiêu đề, mô tả, tác và nội dung. Bạn hiểu không ạ? Đúng nhá. Thì nếu mà có thể bạn xem họ mô tả cái thứ gì, bạn lấy một phần trong mô tả, nếu cái phần mô tả của họ mà đều đúng với cái nội dung của mình, lấy luôn, lấy hết luôn. À, rồi phần tác cũng thế, phần tác thì các bạn cũng nghiên cứu và lấy nó, hiểu không ạ? Để được anh đề xuất thì thường như vậy. Và một cái mẹo để được anh đề xuất, nếu các bạn làm những cái gì đó có phần một, ví dụ như là bí mật tư duy triệu phú, khi Trường đang coi cái này đấy ạ, thì ở bên đây các bạn có thể là phần hai, phần bài chương là cái sẽ được ưu tiên rất là cao, tại vì họ thằng YouTube nó muốn cái người xem được liền mạch logic nhất. Bởi vậy khi các bạn mà hướng dẫn cái gì dài tập thì các bạn nên để bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 hay phần 1, chương 1, chương 2, các bạn hiểu không ạ? Rồi, Trường lấy ví dụ như khi Trường đang coi một phim Tam Quốc Diễn Nghĩa tập 64 thì có phải 65 hiện ra không ạ? Đó, một điều rất tuyệt vời, bạn hiểu không ạ? Đó là cách, ví dụ như là khi họ đã làm cái gì đó đúng không, họ để bài 1 thì các bạn làm sao các bạn vẫn để được bài 1 hoặc là các bạn để bài 2 thì nó sẽ được đề xuất, bạn hiểu không ạ? Đề xuất cao nhất luôn đấy. Cái phần đề xuất này nó chiếm một lượng view rất là lớn này các bạn, rất là lớn luôn. Tại vì khi đặc biệt là khi cái kênh của bạn á, nó lên cái lượt sub, tức là người đăng ký rất là lớn á, thì ở bên đây là hàng loạt của các bạn và gần như nó cũng không có. Bởi vậy cái khả năng đề xuất nó mang lại rất là nhiều, rất là cao. Rồi, đó là cái phần anh đề xuất ha. Rồi, sự nhắc lại là phần chương bài, đúng không? Ví dụ như bây giờ các bạn muốn ăn theo đề xuất của thằng này đi, muốn ăn theo đề xuất của thằng này thì các bạn nên phân tích là cái ông này tốc độ tăng trưởng view như thế nào đã, trong một ngày qua tốc độ tăng trưởng view như thế nào. Nếu mà nó không còn tăng trưởng thì chúng ta không ăn theo làm gì, đúng không? Nó không còn cái ý nghĩa gì nữa, em bản thân nó đâu có tăng đâu mà, đúng không? À, nếu mà các bạn muốn giả sử như anh đề xuất của thằng này thì ví dụ như là các bạn ở đây là hỏi ví dụ như Tam Quốc Diễn Nghĩa đúng không, bạn đang làm một phim khác, ví dụ như Tây Du Ký, rồi bạn đặt Tây Du Ký chẳng hạn, rồi chúng ta gạch ngang Thuyết Minh VTV đúng không, giả sử như vậy, và tập bao nhiêu đấy, thì lúc
lúc này có thể thôi nha, nó phụ thuộc vào cái tốc độ tăng trưởng view của các bạn để mà xếp hạng ở trên đây nữa. Như từ nó là tốc độ tăng trưởng view này, rồi độ lan tỏa này. Đó. Cái mà Trường đã cho các bạn xem cái video mà cách YouTube xếp hạng như thế nào đấy, thì nó còn phụ thuộc vào những yếu tố đó nữa, đúng không? Và ở đây thì như Trường đã nói thì nó các bạn cố gắng là chúng ta bao hàm được những cái nội dung của video càng nhiều tốt, phải không ạ? Rồi ví dụ như là Trường đã làm một phim khác mà thấy bộ phim này tốc độ tăng trưởng ngon quá, không nó đang nó top mà ngon quá thì Trường muốn ăn theo đề xuất con này. Đó, ví dụ khi ai đang coi cái video này thì ở đây là bên đây là video của Trường có thể là nằm ở vị trí thứ 2, 3 chẳng hạn, thì mình không thể nào đang nói về Tây Du Ký mà mình lại bỏ cái tăng tiếng nhân tập này vô được, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể là thuyết minh tiếng Việt tập thì có thể là chúng ta có nằm ở vị trí thứ 2, thứ 3 ở trong cái đề xuất này, cũng khá là tuyệt vời, đúng không ạ? Đấy, đó là cái cách mà Trường chia sẻ để ăn theo đề xuất, ăn theo đề xuất này. Rồi, Trường nhắc lại chương phần tập, đúng không? Tiêu đề, mô tả, tác, nội dung. Đấy. Tức là các bạn kết thúc lại, các bạn phải làm sao gần giống nhất với cái video hay cái chủ đề mà các bạn muốn ăn đề xuất. Ok, đó là như vậy thôi. Rồi hai, các bạn đã được chia sẻ qua ba ba vấn đề rồi nha, ba vấn đề. Tiếp theo này, một cái video và lỗi là những cái mà Trường chia sẻ với các bạn đó, nó đều là những cái bí quyết và những cái thực tế đó các bạn, thực tế áp dụng nó sẽ giúp các bạn tăng view. Tại vì những năm trước Trường đào tạo về kiếm tiền YouTube chuyên nghiệp đó, là gần như cái phần backlink ấy, là rất là ít luôn, mình không có backlink, tức là không cần nhiều link ra ngoài và không có chiến lược backlink, và những học viên họ vẫn kiếm được rất là nhiều tiền từ những cái chiến lược Trường chia sẻ từ nãy giờ với các bạn đó. Đặc biệt là cái mà xem được cái video đó tăng trưởng thế nào, ăn theo thôi là các bạn cũng đã kiếm được khá là nhiều view rồi đó. Rồi cái mà ăn theo đề xuất của Trường nói đó, mức là ok luôn, rất là nhiều bạn làm rất là thành công. Rồi cái phần tối ưu sale, đặc biệt là cái phần nhấn mạnh cái tiêu đề đó. Cái tiêu đề là cái mà nó kích thích người ta click vào xem, click vào xem đấy.